Mình đã từng đề cập đến việc 6 chiếc rương ở Goblin Valley. Nó có thể chứa đựng phần thưởng là những trái quỷ, tương tự như cách mà Hoso đã dùng chứa trái Gomu. Đến giờ phút này chúng ta không dám khẳng định rằng ở một trong 6 chiếc rương đó có trái Gomu hay không, bởi vì điều này là cực kỳ khó đoán. Có thể các bạn cho rằng Ngũ Latin nói họ đã không thu thập được trái Gomu trong hàng trăm năm qua, thì tức là trái Gomu sẽ không có ở Goblin Valley. Nhưng không thể phủ nhận được, nếu như trái Gomu cũng bị thất lạc ở trong Goblin Valley, thì họ đã không hoàn thành việc thu thập trái quỷ, đúng không nào? Chúng ta có một căn cứ hết sức điên rồ, là làm sao mà Shanks lại nhắm đến trái Gomu trong hàng trăm năm qua. Hàng nghìn trái quỷ tồn tại trên thế giới nhưng anh ta không nhắm đến, và băng hải tặc của anh ta lại không sở hữu bất kỳ trái quỷ nào, chứng tỏ được đã có những kế hoạch liên quan đến trái Gomu được lên từ trước. Chúng ta cũng có một sự liên kết là Shanks xuất hiện tại Goblin Valley 38 năm trước, năm anh ta 1 tuổi, cùng với biến cố chấn động nhất lịch sử thời bây giờ, hòn đảo này đã bị xóa sổ. Có vẻ như việc Shanks đánh cắp trái Gomu có liên quan đến những bí mật mà Roger để lại cho hậu thế. Và càng có thêm niềm tin bí mật này từng là vấn đề ở Goblin Valley cùng với Shanks năm anh ta 1 tuổi. Và ở video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi dự đoán thêm những tình tiết liên quan chiếc rương đó, và có thể khả năng cao 6 trái quỷ sẽ được xuất hiện. Mình tin rằng có một trái quỷ mới được một nhân vật chưa từng xuất hiện trong One Piece sở hữu, và đó chính là người đàn ông có vết bỏng, người đàn ông nắm giữ tấm hồng phiến cuối cùng mà tất cả các băng hải tặc đều thèm khát trong cuộc tranh đua ngôi vương. Dĩ nhiên anh em cũng đừng quên giúp đỡ mình bằng cách ấn tay vào cái nút like cũng như đăng ký kênh. Nó là động lực để cho mình có thể nghiên cứu nhiều vấn đề hơn nữa trong One Piece giai đoạn sau. Mở đầu thì các vị chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn về Rocky Sebes, nhân vật bị cho là tà ác nhất trong lịch sử hải tặc theo như Sengoku kể lại. Rocky Sebes chưa rõ độ tuổi của ông ấy là bao nhiêu, nhưng ít nhất thì cũng chẹt tuổi đầu trắng hoặc có thể là trẻ hơn nữa. Nếu như Kaido 59 tuổi trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ có thể tin rằng Rocky Sebes hơn tuổi của Kaido và ở tầm 60 đến 70 tuổi. Vì Rock nhỏ tuổi hơn Râu Trắng nhưng làm thuyền trưởng cũng rất dễ hiểu. Ví dụ như trong băng mũ rơm thì Luffy 19 tuổi nhưng Robin lại là 30 tuổi. Không thể áp dụng tuổi tác cho việc thuyền trưởng bắt buộc phải cao tuổi hơn các thành viên ở trong băng. Độ tuổi này không quá cao để bị gọi là suy yếu về mặt sức mạnh như là Gap hay có nhiều bệnh tật như Râu Trắng. Big Mom sinh con quá số nhưng 68 tuổi vẫn còn bá đạo vãi cả trưởng. Và đến nay thì có hai chapter đề cập đến Rock Decibet trong One Piece là chapter 957 và chapter 1050. Ở chapter 957, Sengoku kể lại một phần lịch sử của Goblin Valley 38 năm về trước. Băng Rock khi đó bị xem là tà ác và tấn công bất cứ ai trên đường đi của họ. Nhưng cuối cùng thì Băng Rock nhắm vào Thiên Long Nhân và chính quyền thế giới tại Goblin Valley. Từ xuất hiện của Garp và Roger đã đập tan băng hải tặc này. Sau đó Sengoku có một câu nói, tuy rằng hắn từng nổi danh trên toàn thế giới với danh xưng là thuyền trưởng Rock, tuy nhiên tên thật của hắn là Rock Decibet. Hắn không còn trong thời đại của chúng ta nữa. Điều này ngầm khẳng định rằng Rock Decibet đã chết, nhưng lại không có bất kỳ một tài liệu nào trong One Piece chứng tỏ được ông ta đã chết. Nó là lý do khiến mình nghi vấn Rock Decibet vẫn còn sống. Râu Trắng, Big Mom, Kaido đều không hồi tưởng về cái chết của Rock. Dù họ là thành viên chủ lực ở trong bang, diễn biến 38 năm trước tại đó hoàn toàn bị xóa khỏi lịch sử. Không ai ở hiện tại ngồi các huyền thoại có mặt trong sự kiện đó biết. Nhưng chưa chắc gì họ đã biết chính xác về chi tiết. Mọi thứ đều có thể xảy ra, kể cả việc Rock tà ác và thuyền trưởng của băng Rock đã chết. Giờ hãy đến với chapter 1050. Kaido đã chứng kiến sức mạnh của Luffy và cậu ta là một trong số những người ít ỏi có thể sử dụng được Haki Bá Vương cấp cao, lưu dẫn để gia tăng sức mạnh cho đoàn tấn công. Kaido nhớ về Rock Decibet, một người cũng sử dụng sức mạnh như Luffy, mà mình nghĩ thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Chứng tỏ được Rock phải có sức mạnh ngang ngửa Roger hoặc là nhỉnh hơn một chút, nên Garp và Roger hợp tác mới sánh được với ông ta. Giờ mới là phần quan trọng của video này, ai mới là chùm cuối tại Elbaf? Thông thường khi chúng ta đến với một ạt lớn nào đó, thì tại hòn đảo mà Luffy phiêu lưu sẽ có một gã chùm với sức mạnh bá đạo không tưởng. Điển hình như Crocodile ở Alabasta, Doflamingo ở Redosa hay là Tứ Hoàng Kaido ở Wano. Những kẻ mà Luffy đối đầu sẽ có một cấp độ sức mạnh thăng tiến. Thì ở Wano, Kaido là hải tặc có sức mạnh bá nhất nhì thế giới được biết. Còn ông nào muốn so sánh với Kaido á thì bình luận dưới video này, ai mà ngang ngửa được với Kaido ta. Chính vì những lý do đó, mình không nghĩ chùm của Ebas lại là một kẻ nào đó bá đạo hơn cả Tứ Hoàng mà không lộ diện. Theo nhiều nghi vấn thì có thể là Shiki, kẻ đã hứa gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn thế giới trong tương lai. Nhưng các bạn xem lại movie Strong World sẽ thấy được kế hoạch của Shiki đã được tiết lộ. Ông ta thậm chí đã bị Luffy đánh bại với một sức mạnh điên rồ từ sấm sét ở trên bầu trời. Nếu để Shiki tái xuất trong mặt chuyện chính thì cực kỳ khó chấp nhận, nên mình tin là sẽ có một kẻ khác còn mạnh hơn cả Shiki hay là Kaido. Và người đó không ai khác ngoài người đàn ông có vết bỏng. Theo băng râu đen kể lại thì đi du trên biển với sức mạnh bá đạo từ trái quỷ tạo ra xoáy nước nhấn chìm bất cứ con tàu nào đến gần. Ông ta cũng đang sở hữu tấm hồng phiến cuối cùng. Zero dự đoán rằng ông ta làm việc cho chính quyền thế giới. Và trong khi đó thì hành trình tiếp theo của băng mũ rơm là đến Elbaf, hòn đảo cuối cùng theo cái tiết lộ của tác giả Oda trước khi đến với một trận chiến kinh điển hơn. Nói cách khác thì Elbaf là saga cuối cùng, là chuyến phiêu lưu cuối cùng của Tứ Hoàng Luffy trước khi đặt chân lên ngôi vị cao nhất, chứ không phải là trận chiến cuối cùng trong One Piece. Ở đây, Luffy sẽ có được tấm hồng phiến thứ tư, đối đầu với thế lực hùng mạnh hơn cả Kaido để có thể giúp đỡ Elbaf,
hòn đảo đang bị một thế lực nào đó thao túng một cách rất bí ẩn. Tranh tóc đỏ từng xuất hiện ở Eobard, nhưng mà anh ta đã gặp những đồng minh của mình ở đó, chứ không phải là một gã chùm. Tranh cũng đã rời đi kể từ chapter 1079 trước khi bằng mũ râm đến. Có nghĩa là còn một thế lực khác ở Eobard mà có thể Tranh chưa đụng độ. Hoàng tộc của Eobard, bao gồm hoàng tử Loki, chỉ được kể lại thông qua chiếc phong ở đảo bánh, chứ không được đề cập quá nhiều. Từ những sự kiện liên kết về người đàn ông có vết bỏng, sở hữu một trái quỷ rất bá đạo tạo xoáy nước và các tấm hồng phiến cuối cùng, cộng với tiết lộ sau hết, băng mũ rơm sẽ đến Eobard. Mình tin rằng Luffy sẽ đối đầu với người đàn ông bí ẩn này, và có thể những thế lực khác cũng sẽ có mặt tại Eobard. Còn là ai thì có vẻ chúng ta sẽ cần chờ thêm nữa. Gần đây thì các bí mật ở Goldfly được kể lại, cùng với sự xuất hiện của người đàn ông có vết bỏng thì chắc chắn rằng nhân vật này cũng có liên quan đến Goldfly 38 năm trước. Biến cố Goldfly sẽ không được kể lại quá nhiều. Tết giả Oda sẽ khiến người xem tò mò và hé lộ từ vụ Goldfly xuất hiện một người đàn ông bị lửa thiêu đốt làm cho ông ta bị thương. Và mình tự hỏi rằng vì sao những hải tặc như Kid, Lo hay Râu Đen biết đến nhân vật bí ẩn kia để tìm ông ta. Ông ta khá là nổi tiếng chứ không phải là một kỹ tầm thường. Để có được tấm hồng phiến trong tay và bảo vệ nó phải là một người cực kỳ mạnh. Điển hình như tướng hoàng Kaido hay Big Mom, thế lực của họ không ai dám động vào, ngồi trừ lũ điên liên kết với thằng Men của bộ truyện. Tấm hồng phiến ở Zoro thì không ai có thể tìm được, khi mà Zunisa là sinh vật mạnh nhất trong thế giới, bảo vệ và liên tục di chuyển ở khắp đại hải trình. Chỉ còn tấm cuối cùng đặt ở đảo người cá khi mà Roger đến vào 25 năm trước và sau đó lại mất tích. Chúng ta hoàn toàn không biết được tấm hồng phiến này có ở đây từ khi nào, có phải là 800 năm trước hay không. Nhưng xét về góc độ di chuyển của tất cả những phiến đá thì nó có thể đưa từ nơi này đến nơi khác. Và vì thế mà tấm hồng phiến ở đảo người cá xuất hiện 25 năm trước có thể được mang về từ một thời gian nào đó trước nữa. Chúng ta có một phần mini story. Jinbe đã tìm thấy một phiến đá thường từ tàn tích của một quốc gia nào đó dưới lòng biển và giao cho Big Mom làm quà. Thì cũng có thể phiến đá đảo người cá đã được tìm thấy theo cách này. Mình nghĩ đến vấn đề 38 năm trước, sau khi Goldfly bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới, một hòn đảo có thể bay lên trời bởi dòng North Stream, hoặc nhấn chìm dưới đại dương bởi sức mạnh nào đó như là hỏa mẫu. Nhưng theo 38 năm trước thì hỏa mẫu không được sử dụng, vì ở Lulucia là lần đầu tiên được nhìn thấy. Vậy nên có thể chính phủ đã xóa sổ Goldfly bằng một sức mạnh được gọi là Bittercorn. Theo như tiết lộ thì nó xóa sổ được một hòn đảo, mà những phiến đá cổ đại sẽ không bao giờ bị phá hủy, nên chìm dưới đáy đại dương và được người cá tìm thấy, mang về đảo người cá như Jinbe từ 38 năm trước cũng là khá hợp lý. Và có thể tấm hồng phiến ở đảo người cá cũng xuất hiện trên Goldfly, khởi nguồn cho tham vọng trở thành vua hải tặc hay là vua thế giới. Bất cứ ai muốn chạm đến danh hiệu cao nhất cũng cần phải tìm thấy 4 tấm hồng phiến, là căn nguyên của mọi xung đột ở Goldfly cùng với vài lý do khác. Roger vì muốn sở hữu tấm này 38 năm trước đã cùng với băng hải tặc của mình đến đó, chạm mặt với băng Rob cùng Thi Long Nhân hay lực lượng hải quân là Gap. Cuối cùng thì tấm hồng phiến này bị đánh chìm cùng với hòn đảo do chính phủ muốn xóa sổ dấu vết, rồi được người cá tìm thấy. Roger trong hành trình của mình đã biết được người cá có một trong số 4 tấm hồng phiến và đến đây trước khi trở thành vua hải tặc. Một thời gian sau đó thì Râu Trắng đặt cờ bảo hộ cho đảo người cá. Từ giai đoạn đó thì tấm hồng phiến ở đây đã không hề được đề cập và được dự đoán rằng nằm trong tay của người đàn ông có vết bỏng kia. Mà với những tiết lộ hiện tại, tấm hồng phiến đó chắc chắn là Eobard, trong tay một nhân vật cực kỳ mạnh và không thua gì tứ hoàng Kaido, người đang thao tóm lực lượng quân sự mạnh nhất trên thế giới, đội quân người khổng lồ bằng cách khống chế hoàng gia của Eobard. Và theo mình nghĩ, có thể người đàn ông này cũng từng xuất hiện tại Goldfly, có liên hệ với tứ hoàng Râu Trắng và chờ đợi một thời cơ nào đó trong tương lai. Ông ta cũng sở hữu một trong 6 trái quỷ chứa đựng trong chiếc rương xuất hiện ở chapter 1095, một sức mạnh rất bá đạo liên quan đến việc tạo ra xoáy nước. Dựa trên sự thăng tiến và cấp độ sức mạnh của các ông trùm, mình lại nghĩ đến giả thuyết như sau. Người đàn ông có vết bỏng đó chính là Rock DCBS, thiên trưởng của băng hải tặc Rock, không chết sau biến cố Goldfly như lời đồn. Ông ta bị thương nặng và bị lửa thiêu đốt dính với sẹo, hơn như cách mà Jaguar đi Saul từng bị. Ai cũng nghĩ rằng Saul đã chết tại Ohara dưới sự phá hủy của Buttercorn, nhưng không thể ngờ được ông ấy còn sống và chuyển tàn tích của Ohara về Eobard. Rob DCBS sẽ là một nhân vật tiết lộ thêm về những tội ác của chính quyền thế giới trong lịch sử, hé lộ lý do mà ông ta thách thức chính phủ ở Goldfly. Nhưng ông ta là một kẻ phản diện hùng mạnh đối đầu với băng mũ rơm và các bí ẩn của vùng đất người khổng lồ sẽ được khai phá. Còn các bạn nghĩ gì về điều đó? Hãy để lại một bình luận ngay dưới video này để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhiều hơn nhé.